Đại dịch virus Corona không chở khách từ Vũ Hán sang Việt Nam. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam quyết định hủy bỏ toàn bộ các phép bay đã cấp và không cấp phép bay mới tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Thông tin trên một số trang mạng xã hội về việc vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán sang Việt Nam là không chính xác, gây hoang mang dư luận trong xã hội. Trước đó, được sự đồng ý của Cục Hàng không Việt Nam và Trung Quốc, hãng hàng không Vietjet đã chở các khách Trung Quốc đã vào Việt Nam từ Vũ Hán trước đây trở lại Vũ Hán. Mặc dù phía Trung Quốc đã đóng cửa thành phố Vũ Hán, nhưng phía Việt Nam đã đàm phán thành công để cho phép Vietjet được phép bay để trả khách Trung Quốc từ Việt Nam quay về Vũ Hán và tuyệt đối không chở bất cứ hành khách nào từ Vũ Hán về Việt Nam. Chiều bay quay lại Việt Nam là bay rỗng. Trên chuyến bay của Vietjet trở về sáng ngày 24 tháng 1, không chở bất cứ khách nào từ Vũ Hán vào Việt Nam theo đúng yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Phi hành đoàn được áp dụng các biện pháp phòng tránh và giám sát đặc biệt về sức khỏe. Việc vận chuyển hành khách trở về Vũ Hán nhằm hạn chế nguồn dịch bệnh ở Việt Nam. Đây vừa là nhu cầu của chính những du khách từ Vũ Hán muốn trở về ăn Tết, cũng như là yêu cầu của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Corona đang chưa có thuốc đặc trị. Những thông tin bị đặt lan truyền trên mạng xã hội cần phải xóa bỏ và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các đối tượng thông tin đồn thất thiệt sẽ gây nhiều người có tâm lý lo lắng, hiểu sai lệch về tình hình dịch bệnh cũng như sự ứng phó của chính quyền. Chính quyền Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Corona đối với nước ta. Những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm virus đều được cách ly tuyệt đối để theo dõi. Những trường hợp trước đây đi từ Vũ Hán sang Việt Nam sẽ có 4 chuyến bay riêng của Vietjet để đưa trở lại Vũ Hán.